À, xin chào cả nhà, xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ cùng à, các anh chị à, cuốn sách là những bí mật không được công khai thúc đẩy thị trường chứng khoán của Tom William. Trước hết tôi xin cảm ơn cả nhà, các anh chị và các bạn đã đăng ký kênh, like và chia sẻ những thông tin đến cộng đồng tất cả những nhà đầu tư mới có thêm những uh, kiến thức bổ ích để xây dựng cho mỗi cá nhân của mình một hệ thống đầu tư phù hợp với cá tính của mỗi người và giúp cho quá trình đầu tư được tốt hơn và thành công hơn trong quá trình đầu tư. Tiếp theo là những nhà giao dịch thường xuyên bị khóa hoặc là bị loại ra khỏi thị trường. Bạn không thể nhận thấy thị trường chứng khoán có thể chuyển từ mức giá này sang mức giá khác nhanh như thế nào. Sự chuyển động nhanh chóng này từ lúc này sang lúc khác không phải là ngẫu nhiên. Nó được thiết kế để bạn trở thành trong một trong những người thua cuộc, bạn có thể đột nhiên bị khóa vào một vị thế giao dịch kém hoặc là bị khóa ở khỏi một vị thế giao dịch tiềm năng tốt, những biến động giá nhanh chóng trong ngày. Nếu một thị trường nhanh chóng tăng lên một mức giá mới thì thị trường sẽ nghỉ ngơi, thậm chí là đi xuống một vài thanh nếu bạn có một vị thế bán khống bạn sẽ bị khóa vào một giao dịch kém nhưng đừng lo lắng vì thị trường hiện đang giảm bạn lấy lại hy vọng và khuyến khích không mua lại vị thế nguy hiểm tiềm ẩn chuyển động đột ngột tiếp theo chống lại bạn cũng làm điều tương tự vì vậy quá trình lại là tiếp tục và ngược lại nếu bạn không tham gia thị trường và đang do dự hoặc là chờ đợi để tham gia giao dịch các chuyển động đột ngột khiến bạn không nhận ra thì bạn sẽ miễn cưỡng mua vào một thị trường mà trước đó bạn có thể mua với giá thấp hơn, cuối cùng là một mức giá đạt đến mà bạn không thể chịu được sự gia tăng nữa và bạn có trách nhiệm mua vào thị trường thường là ở đỉnh của thị trường. Các nhà tạo lập thị trường các chuyên gia và các nhà giao dịch chuyên nghiệp khác không kiểm soát thị trường mà chỉ đơn giản là tận dụng các điều kiện thị trường để cải thiện vị thế giao dịch của họ. Nhưng họ có thể và sẽ nếu điều kiện thị trường phù hợp đánh dấu thị trường tăng hoặc là giảm nếu chỉ là tạm thời để bắt các điểm dừng và nói chung là đưa ra nhiều giao dịch vào sai phía thị trường. Khối lượng thường sẽ cho bạn biết nếu điều này đang diễn ra trên bất kỳ dấu hiệu tăng hoặc là giảm nào không phải là một chuyển động chính hẳn. Khối lượng thường ở mức thấp, điều này cho bạn biết có sự giảm sút hoặc năm giao dịch hoặc là tiền chuyên nghiệp. Nếu có ít hoặc là không có giao dịch nào trên con đường ít kháng cự nhất thì nói chung là theo hướng ngược lại. Tiếp theo là làm thế nào sẽ nhận ra các dấu hiệu của sức mạnh một cao trào bán là dấu hiệu mạnh nhất của sức mạnh. Điều này sẽ đánh dấu điểm thấp trong một thị trường đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể. Khối lượng sẽ rất cao khi thị trường giảm và tin tức chắc chắn là sẽ xấu. Nếu bạn có thể mua vào một cao trào, bạn có thể coi mình là thực sự giỏi. Thật không may điều này sẽ khó xảy ra khi thị trường tại thời điểm đó sẽ bảo hòa với những tin tức xấu với lo ngại thậm chí là sẽ giảm sao hơn. Cần có một tính cách mạnh mẽ để tin vào những điều gì biểu đồ của bạn đang nói với bạn và sau đó làm điều ngược lại hoàn toàn với những người khác. Kiểm tra một trong những dấu hiệu tốt nhất về sức mạnh, đặc biệt là cao trào bán, giá được đánh dấu giảm nhanh chóng trong ngày. Tuy nhiên, giá sau đó phục hồi để đóng cửa bằng một mức là gần cao nhất trong ngày đối với khối lượng giao dịch kèm theo. Thị trường đã được đánh dấu xuống. Điều này đã không thu hút được lực bán chuyên nghiệp do khối lượng thấp. Vì vậy thị trường có ít sự lựa chọn hơn và đi lên vì nó được thúc đẩy bằng cung và cầu. Phản ứng quay lại mức giá đã từng chứng kiến với khối lượng lớn trong quá khứ nhưng bây giờ khối lượng thấp cũng là một dấu hiệu của sức mạnh nếu không có nguồn cung thị trường phải đi lên nguồn cung đã biến mất và các giá mà trước đây đã có nguồn cung. Khối lượng dừng, điều này là kết quả của việc mua lại từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp lớn để ngăn chặn một chuyển động giảm giá. Đây được coi là một ngày giảm khối lượng lớn, thường đóng cửa ở mức giữa hay mức cao. Một rũ bỏ sẽ loại bỏ nhiều nhà giao dịch ra khỏi thị trường. Thị trường có thể giảm hoặc là giảm một cách đáng báo động trong ngày. Tin tức 6 nếu vào ngày tiếp theo thị trường nhanh chóng tăng lên để đóng cửa ở mức cao thì bạn có tất cả các dấu hiệu của sự rũ bỏ tin tức ngày phải đặc biệt xấu và chính thức các tin này được các nhà tạo lập sử dụng để khiến cho các nhà giao dịch hoảng sợ rời khỏi vị trí hoàn toàn tốt mà họ đang nắm giữ nói chung một thị trường mạnh có các thanh giảm khối lượng thấp trên mức chênh lệch giá hẹp và thường đóng cửa ở giữa hạt là cao. Tiếp theo là các dấu hiệu chính của điểm yếu là gì? Một cao trào mua lực đẩy lên, thanh tăng không có nhu cầu, thanh tăng trên lệch giá hẹp vào vùng cao với khối lượng lớn, khối lượng lớn trên các thanh thanh tiếp theo mà thị trường không thể tạo ra các giá cao hơn, thậm chí là còn giảm. Điều này có là dấu hiệu của sự suy si yếu. Tiền chuyên nghiệp sẽ hoàn toàn nhận thức được bất kỳ điểm yếu nào trên thị trường. Nếu thị trường xuất hiện sau bất kỳ các sự suy si yếu nào và khối lượng giao dịch thấp, đặc biệt là nếu đóng cửa ở mức giữa hoặc là thấp thì đó là dấu hiệu của sự suy si yếu. Sau đó bạn sẽ có một vị trí bán tiềm năng. Trong một thị trường thanh khoản, điểm yếu thường xuất hiện ở khối lượng rất cao trên các thanh tăng và khối lượng này chỉ số hoặc là cổ phiếu ngừng tăng, đi ngang, thậm chí là đi xuống. Khối lượng cao phải cho thấy sự trao đổi cổ phiếu từ những người nắm giữ mạnh sang những người nắm giữ yếu hơn. Nếu không thì chỉ số cổ phiếu sẽ không ngừng tăng. Điều gì khác mà khối lượng cao còn thể hiện cho thấy chỉ có một lý do khả dĩ khác là bạn có thể xem xét khối lượng hấp thụ, đó là tiền chuyên nghiệp mua hoặc là hấp thụ nguồn cung từ các nhà giao dịch bị khóa hoặc là khu vực giao dịch cũ bên trái. Tại thời điểm này, tôi muốn hơi lạc quan về xem xét kỹ hơn về đực đẩy lên gọi là ấp thết. Đó là một dấu hiệu quan trọng của sự yếu kém, đặc biệt là trong giai đoạn phân phối hoặc là bất kỳ dấu hiệu nào của điểm yếu. Chỉ báo dấu hiệu này được đánh dấu bằng một mức chênh lệch giá rộng và tăng trong ngày à, mức đã cao đạt được cao hơn trong vài thanh trước đó nhưng sau đó đột ngột giảm xuống đóng cửa ở mức thấp với khối lượng lớn. Hành động này thường cho thấy thị trường thường yếu, nếu khối lượng giao dịch mua vào nhiều thì chắc chắn giá đóng cửa sẽ ở mức cao chứ không phải là mức thấp. Việc đóng cửa ở mức thấp cho thấy có nhiều người bán hơn là mua với khối lượng lớn. Đó là một dấu hiệu phổ biến của sự yếu kém trước khi di chuyển đi xuống. Nó cũng có một lợi ích phụ là bắt được các điểm dừng trong khi khuyến khích nhiều nhà giao dịch mua dài hạn trong một thị trường yếu. Thường thì người ta nhìn thấy kiểu lực đẩy lên thứ hai, các hành động giá giống hệt nhau nhưng lần này khối lượng thấp. Đây là những cái bẫy cho các nhà tạo lập thị trường tạo ra các lệnh dừng lỗ của các nhà giao dịch bán khống bị mắc phải. Nhà giao dịch bán khống mua lại vị thế, thậm chí là có thể mua thêm. Nhưng người chờ đợi cái gọi là phá vỡ theo chiều tăng thì mua. Những nhà giao dịch không tham gia thị trường có thể mua trước khi họ bỏ lỡ một chuyển động nào đó. Bạn hiếm khi thái lực đẩy lên ở thị trường mạnh, chỉ có thị trường yếu. Các chuyên gia chỉ biết rõ rằng mọi người phản ứng với hai nỗi sợ hãi, sợ mất mát và sợ bỏ lỡ. Các chuyên gia giao dịch với điều kiện này trong tâm trí, anh ta cũng biết thông tin trên màn hình giao dịch của mình hoặc có thể đoán rất tốt các điểm dừng ở đâu. Anh ấy biết về từ kinh nghiệm rằng bài đàn có xu hướng suy nghĩ theo một cách rất giống nhau, đặc điểm dừng trên số chẵn. Hãy nhớ rằng trong một thị trường Giao dịch sôi động không có hàng trăm điểm dừng mà là hàng nghìn điểm dừng. Khiến việc kinh doanh theo điểm dừng trở thành một hoạt động rất có lợi. Các bạn có thể quan sát trên màn hình biểu đồ 26 để rõ hơn. Tại điểm A, đây là một lực đẩy lên gọi là uptrend cổ điển, lưu ý rằng khối lượng giao dịch thấp không có nhu cầu từ tiền chuyên nghiệp. Tại điểm B, một lực đẩy lên, một lần nữa khối lượng lại nhỏ. Khi bạn thấy những dấu hiệu này của điểm yếu, nếu thanh tiếp tục là thanh giảm với giá đóng cửa thấp hơn thanh trước, điều này cho xu hướng xác nhận rằng điểm yếu là chính. Ở điểm C, đây vẫn là một lực đẩy lên nhưng vượt qua hai thanh và được gọi là đảo chiều đỉnh, một dấu hiệu rất phổ biến của điểm yếu. Nếu bạn ngồi và chờ đợi update xuất hiện, không tìm kiếm gì khác và tận dụng cơ hội giao dịch những dấu hiệu yếu, gọi là điểm yếu khi chúng xuất hiện, bạn sẽ phải là một nhà giao dịch khá kém để không kiếm tiền. Lực đẩy lên thực sự là một mưu đồ phổ biến của các nhà giao dịch trên sàn và các nhà tạo lập thị trường để bắt các điểm dừng. Các nhà giao dịch hỗn loạn đã có vị thế bán và đánh lừa các nhà giao dịch nghĩ rằng đây là một sự phá vỡ của thị trường theo chiều tăng. Lực đải lên phải xuất hiện sau khi bạn nhìn thấy các điểm yếu. Nhiều chuyển động tăng giá có thể xuất hiện trong một thị trường mạnh khi giá được đánh giá tăng nhưng lại giảm xuống ở mức thấp để nghỉ ngơi. Khi kỹ năng đọc biểu đồ của bạn được cải thiện, bạn sẽ gặp ít khó khăn trong việc phân biệt thị trường mạnh hay là yếu. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ biết thị trường đang yếu và đang đánh giá vào trong ngày, khối lượng thấp cho thấy không có nhu cầu. Điều đặc biệt đáng ngại là sao điểm A ở trên biểu đồ, lưu ý rằng các chỉ báo này khá truyền cảm hứng, bạn phải cắt bỏ công việc để mình có thể giao dịch chúng. Bất kỳ thị trường nào cũng được thiết kế để bạn mất tiền, sự dao động lên xuống đảm bảo điều này. Up hết là thường xuất hiện ở trên đỉnh của thị trường. Đó là sự phục hồi trong ngày và các nhà tạo lập thị trường biết thị trường đang yếu, giá được đánh dấu tăng trong ngày thường cao hơn mức cao gần đây, rồi đóng cửa ở mức thấp. Cảnh báo tin tức này sẽ là tốt. Tiếp theo là tốt tắt về phiên up hết. lệch giá rộng tăng trong ngày tạo một thanh đóng cửa với mức thấp lực đẩy lên được nhìn thấy sau khi thị trường tăng, thị trường hiện đã trở nên quá mua và có sự suy yếu trong nền giá. Các chuyển động tăng giá thường thấy sau một thời gian bán ra từ tiền chuyên nghiệp ngay trước khi giảm giá. Lưu ý rằng ngày phải kết thúc hoặc là gần mức thấp, khối lượng có thể thấp, không có nhu cầu hoặc là cao, là cung vượt cầu. Tiếp theo là thật hữu ích khi có một danh sách kiểm tra. Khi bạn đang trong một quá trình học tập của mình, bạn nên có một danh sách để kiểm tra. Danh sách kiểm tra có thể là một phần trong kế hoạch của bạn và nên được kiểm tra khi có giao dịch mua. Bạn có chuyên hay là đang xem xét nhiều lựa chọn giao dịch, bạn sẽ có tiền nếu chuyên môn hóa trong một danh một đầu tư hạn chế. Tiếp theo là luôn giao dịch hài hòa với chỉ số chung. Nhìn vào các chỉ số à FTXE 100. Với tổng khối lượng quyền chọn FTXA 100 tương lai, mỗi thứ sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Thứ nhất là giao dịch thị trường Mỹ sử dụng Dow Jones thị trường chính là S&P 500 và luôn giao dịch hài hòa với chỉ số Thứ hai là bạn có thể hoàn toàn nhận thức được rằng các nhà tạo lập thị trường và các chuyên gia có thể thúc đẩy thị trường xung quanh hoặc là lòng vòng để khiến bạn rơi vào tình trạng là vị trí giao dịch kém hoặc là không tốt, thường là khi có tin tốt hoặc là xấu. Thứ ba là bạn có nhận ra xu hướng tăng không đối với bất kỳ phản ứng nào nếu mức thấp cao hơn phức phản ứng cuối cùng, đây là một xu hướng tăng. Thứ tư là có sự kiên trì trong hỗ trợ giá hàng ngày không? Mức thấp của mỗi ngày cao hơn ngày trước. Đây là một dấu hiệu của sức mạnh. Mức thấp đang hỗ trợ để khuyến khích đợt phục hồi. Thứ năm là bạn có chắc chắn lựa chọn cổ phiếu của bạn đang hoạt động mạnh hơn chỉ số chính hay là không? Thứ sáu là bạn đang theo đuổi thị trường thận trọng mua khi bất kỳ phản ứng nào đối với khối lượng thấp trên thị trường mạnh. Thứ bảy là có dấu hiệu sức mạnh trong này hay không. Thứ tám là có dấu hiệu của sự suy yếu kém trên hay không hay là thận trọng. Thứ chín là phải có một cao trào bán đang diễn ra hôm nay hay không. Một điều hiếm khi xảy ra nhưng rất quan trọng giao dịch bây giờ trên bất kỳ chuyển động giảm nào với khối lượng thấp. Thứ 10 là có sự chênh lệch hẹp với khối lượng lớn trong một ngày giảm giá, dấu hiệu của sự sức mạnh. 11 là bạn sẽ giao dịch dựa trên sự thật hay linh cảm, bạn đã cho rằng mình sai chưa? Vậy kế hoạch của bạn là gì? 12 là lệnh dừng lỗ của bạn đặt ở đâu? Tránh các số chẵn, các nhà tạo lập thị trường sẽ biết đâu là điểm dừng của bạn. Trên và dưới bất kỳ thị trường giao dịch tức cực nào không phải là hàng trăm điểm dừng mà là hàng nghìn điểm dừng. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ nổ súng cho những điểm dừng này, tránh các số chặt và đặt điểm dừng của bạn cách xa đám đông nếu có thể. Các điểm dừng mua tốt nhất xảy ra sau khi bạn khóa các lợi nhuận, thái phản ứng và sau đó tiếp tục tăng. Điểm dừng của bạn bây giờ là an toàn vì bạn có một vùng kháng cự mà nhà giao dịch trên sàn sẽ khó thâm nhập. Để có được điểm dừng của bạn, họ cố gắng tìm kiếm bất cứ khi nào có cơ hội. Bạn đang đi ngược xu hướng hay là đang cố gắng đón đầu hay là thận trọng? Có kiểm tra với khối lượng thấp hôm nay trong một thị trường đang tăng hay là không? Giáo hiệu của sức mạnh thị trường có mua quá mức hay là không hay là thận trọng bạn có đang ở một phạm vi giao dịch thận trọng bạn đã vẽ đường xu hướng của riêng mình trên hai điểm hỗ trợ hoặc là cung cuối cùng chưa bạn có đang giao dịch hồi hòa với xu hướng hay là không bạn đang nghe tin tức hơn hay là nhìn vào sự thật trừ khi bạn rất may mắn nếu không bạn sẽ mất tiền bạn có giao dịch theo sự bất đồng nó rất nguy hiểm bạn đã sẵn sàng chuyển đổi vị trí của mình ngay lập tức. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của sự yếu kém gọi là điểm yếu, đừng bao giờ chờ đợi hy vọng thoát khỏi vị trí nghèo nàn sau này. Tiếp theo là bán khống trên thị trường, lại lần nữa luôn hữu ích khi có danh sách kiểm tra. Bạn có nhận thức đầy đủ rằng kiếm tiền trên thị trường chứng khoán là không hề dễ dàng. Trong một thời gian thị trường gấu được thiết lập hải bi quan, ngay cả khi một đợt phục hồi dường như là đang diễn ra, thị trường gấu thường hoạt động lao hơn bạn nghĩ. Thị trường có bán quá mức hay là không? Dưới dạng đường xu hướng, đừng bán. Bạn có đang trong xu hướng tăng hay không? Đừng bán. Có kiểm tra thành công trong này hay không? Đừng bán. Có khối lượng dừng ở trên nền giá gần hay là không? Có, đừng bán. Có dấu hiệu sức mạnh trong nền hay là không? Có, đừng bán. Thị trường có bán quá mức hay là không? Bạn đang trong xu hướng tăng không? Có kiểm tra thành công trong nền hay là không? Có khối lượng dừng ở nền giá gần đây hay là không? Có dấu hiệu sức mạnh trong nền hay là không? Bạn có muốn bán trong một ngày giảm giá không? cực kỳ thiếu khôn ngoan khi đuổi theo thị trường. Điểm yếu thực sự luôn xuất hiện trên các thanh tăng. Bạn đang bán khống hoặc là bán vào một ngày tăng giá sau khi có dấu hiệu suy si yếu trong này, Tức cực là bạn không theo đuổi thị trường. Bạn đang trong một ngày tăng giá có nhu cầu hoặc là chuyển động sau một dấu hiệu của điểm yếu. Có sự chênh lệch giá và khối lượng trong một ngày tăng sau khi một chuyển động tăng giá có hết hôm nay hay là không, dấu hiệu của sự yếu kém. Bạn có đang đặt mình vào một vị trí mà bạn sẽ không thể theo dõi giao dịch của mình không? Như vậy cực kỳ thiếu khôn ngoan. Thông thường, tốt hơn là nên đóng bất kỳ vị trí nào trừ khi bạn đã thấy một đợt phục hồi hoặc là một phản ứng sau khi thực hiện một vị trí thành công cho phép bạn đặt một điểm dừng ở dưới mức phản ứng cuối cùng hoặc là trên đỉnh tăng cuối cùng khi bạn có một mức kháng cự thực sự để bảo vệ bạn nếu bạn không có một mức kháng cự thực sự bạn đang là con mồi cho các nhà giao dịch trên sàn bắt điểm dừng bạn chuẩn bị mất bao nhiêu điểm nếu giao dịch không thành công bạn đã cho rằng mình sẽ sai trong giao dịch này kế hoạch của bạn là gì chính xác thì bạn sẽ làm gì khi xảy ra bạn đang giao dịch dựa trên sự thật linh cảm, luôn cố gắng giao dịch dựa trên sự thật. Bạn có bị ảnh hưởng bởi tin tức hoặc là nhận xét của người khác hay là không? Đừng đưa ra lời khuyên hoặc là ý kiến cho người khác, bạn có thể muốn thay đổi ý kiến vào ngày mai với bằng chứng mới. Khi đưa ra ý kiến, bạn đang có thành kiến theo cách này hay cách khác, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng của bạn với tư cách là một nhà giao dịch nếu bạn đã dự báo giá cao hơn bạn sẽ không thể thấy dấu hiệu của sự yếu kém nếu bạn đã dự báo có sự sụp đổ bạn sẽ không bao giờ thấy dấu hiệu về sức mạnh và cho thấy ngược lại đừng bao giờ đưa ra những lời khuyên hữu ích cho người khác nếu bạn làm như vậy bạn có khả năng rơi vào tình thế là không có lợi nếu bạn nói đúng tất cả những gì cần làm là cho thấy người kia là một nhà giao dịch giỏi nếu bạn sai tất cả những gì nó làm là để cho thấy bạn là một kẻ ngốc. Tiếp theo là làm thế nào để tôi sẽ bắt đầu nhận ra khả năng kết thúc một đợt phục hồi. Có những loại cung là bán à, nào sẽ ngăn chặn đà tăng. Nếu bạn là một nhà giao dịch tăng giá chỉ có 5 dấu hiệu chính của cung là bán đáng lo ngại. Nguồn cung này sẽ làm chậm một chuyển động tăng giá hoặc thậm chí là ngăn chặn nó. Thứ nhất là cao trào mua, thứ hai là giá đang kiểm tra với khối lượng không thấp, thứ ba là thanh tăng trên mức trên lệch giá hẹp, khối lượng cao trong một ngày lên vùng cao mới, thứ tư là lực đẩy lên, thứ năm là khối lượng cao đột ngột vào ngày tăng, ngày hôm sau giảm với mức đóng cửa thấp hơn thanh hôm trước không khó để phát hiện ra những điều này cao trào mua chỉ xuất hiện trong những dịp hiếm hoi khi được đánh dấu bằng một thanh tăng giá với chênh lệch giá rất rộng và đóng cửa ở mức cao trong với khối lượng cực lớn đây là sau một thị trường tăng giá đáng kể đang diễn ra nếu bạn đang ở vùng đất cao mới đây là một đỉnh nhất định kiểm tra với khối lượng thấp cho thấy giá cao hơn tuy nhiên kiểm tra tương tự với khối lượng lớn cho thấy có nguồn cung thị trường không có khả năng đi lên quá xa với nguồn cung hoặc là bán ở trong này tôi xin chia sẻ những kiến thức này ngồi mục đích ôn lại những kiến thức cho chính mình những bài học từ sách vở từ những người thầy dù chỉ thông qua internet xin chân thành cảm ơn tất cả đã vì đã giúp tôi các bạn có xem qua các video của tôi thấy phù hợp cùng đam mê cùng chí hướng thì hãy đăng ký chia sẻ giúp cho chính mình bạn bè và cộng đồng ngày còn tốt hơn hạnh phúc hơn và thành đạt hơn mỗi người chúng ta ai cũng cần có tam bảo cho riêng mình một là thầy giỏi hai là bạn tốt ba là sách hay chúc các bạn thành công